vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình trên kênh TN2 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai. Kính chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.